Rồi ok chào anh em Anh em có thể nhìn thấy cái hình mà mình đang cần xử lý không Cái vấn đề lớn nhất mà mình nghĩ lúc nào anh em cũng dễ dính á Đó là khi chúng ta chụp hình chân dung mà áo của cô dâu chú rể nè Áo của người mẫu hoặc là cái gì đó mà mình cảm thấy nó không có được xuôn mượt Thì chúng ta phải làm sao để cho nó nhanh nhất Thay vì chúng ta phải sử dụng clone stem nó quá phức tạp Thế hôm nay okay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách xử lý cái vết nhăn trên áo ha <laughs> Rồi tương tự cái kỹ thuật này thực tế các bạn có thể sử dụng uh, nó cho cái vấn đề chúng ta xóa những cái chi tiết thừa hoặc nhà ví dụ như là cái cái các bạn chụp hay chụp trên mấy cái mặt hồ á thì bạn sẽ thấy nhiều cái lan tan lan tan ở mấy cái vệt gần hồ á thì cái kỹ thuật này cũng sẽ xử lý được. Đầu tiên á uh, thì đây cái hình mình tạm thời cắt ra nha. Cái cách làm chúng ta này đầu tiên các bạn nhấn cần chôn chay lên, nhấn cần chôn chay lên ha. Uh, trên trên Mac nó sẽ là comment chay. Sau đó các bạn sẽ vào filter chọn uh, noise và chọn dust and scratches dust and scratches dust and scratches các bạn thấy đấy là filter này. Uh, noise và chọn dust and scratch click vào cái ở đây nó sẽ có hai thanh nha các bạn uh, đầu tiên là thanh radius và thanh true hole threshold threshold ha radius thì nó là cái mức độ mà các bạn muốn uh, làm cho cho cái cái chi tiết của ông ta nó bệt vào nhau ha đại khái là nó giảm cái contrast của những cái pixel ở gần nhau và nó ra cái nhìn như thế này đó. và cái true hold, uh, threshold này á, thì nó sẽ giảm bớt những cái phần viền đi, ha, nó sẽ phân tích từ cái phần viền ra tắt vô, thì cái cách chúng ta làm như sau, đầu tiên á mình sẽ để threshold về không, sau đó mình sẽ tăng cái radius lên, các bạn để ý ở trong cái hình của chúng ta này, ha là phần nhăn mình sẽ có thể click ở phần nhăn này, đó, ở đây chúng ta sẽ tăng cái radius lên, tới khi nào mà các bạn cảm thấy cái phần nhăn đó nó 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 bệt lại và nó không còn thấy cái vệt nhăn nữa thì đó chúng ta dừng ở đây có những cái phần uh, shadow mình cảm thấy nó vẫn ổn cho nên mình vẫn sẽ để rồi tiếp theo chúng ta sẽ mới tăng cái threshold này để giữ bớt lại những cái chi tiết ở phần cạnh ha tuy nhiên ở cái phần threshold này thực tế đối với mình mình cảm thấy đa số trường hợp chúng ta không cần phải lên nhiều có thể là một hai level tới được rồi Vì ở đây mình sẽ để hai level ha cái này không phải công thức nó là tùy hình thôi ví dụ như hình này mình cảm thấy như vậy là ok sau đó mình sẽ click À, uh, có thể là radius mình tăng nhẹ lên chút xíu nữa đi để mình coi thử coi rồi ok mình để 40 đi rồi mình click ok sau đó chúng ta các bạn sẽ thấy cái hình chúng ta nó nét bấy kiểu như thế này không sao cả các bạn sẽ đè phím internet ha đè phím internet bên cạnh cái phím control á internet hoặc là phím ở trên mac là phím option các bạn sẽ click vô cái layer layer mask này click vô as layer mask ha bình thường nếu các bạn không click thì nó sẽ là màu trắng như thế này thì các bạn có thể bấm control y ngắn ha để nó ra cái phần màu đen và nó hòa cái cái layer mask sẽ trở thành màu đen sau đó các bạn sẽ sử dụng cái brush sử dụng cái press tool màu trắng ha màu trắng và chúng ta bôi vào những cái phần mà bị uh, nhăn thì các bạn thể thấy là nó khử toàn bộ cái vết nhăn luôn và nó làm cho cái áo của ta nó ok nó nhiều bây giờ các bạn chỉ việc đơn giản ta bôi như vậy thôi cái cách để chúng ta bôi cho nó nhìn cho nó tự nhiên á là các bạn uh, để lại những cái phần nhăn của những cái phần khớp tay Tại vì đã cong tay vô thì nó phải nhanh thôi Cho nên các bạn phải để lại những cái phần đó nha Để cho nó tự nhiên Còn những cái phần nhanh khác là những cái phần mà nó không có phải là cái khớp á Thì chúng ta xóa bớt đi Ví dụ ở đây phần khớp này thì mình click nhẹ cho nó hơi bồ nhẹ đi thôi Các bạn sẽ thấy nó, nó vẫn tự nhiên ha Tương tự như vậy những cái phần nhanh khác thì mình sẽ đơn giản Mình cứ làm như vậy thôi Đó thì chúng ta cứ làm như vậy cho tới khi chúng ta hoàn thành xong cái áo của chúng ta Rồi thì đây là sau khi mình xử lý sơ sơ qua mình có thể tắt bật cho các bạn theo dõi là nó rất là ok đúng không đó thì là cái cách chúng ta xử lý ở đây cái ở cái cách này á ví dụ như là ở những cái phần viền ví dụ như là nó nó nhanh ở chỗ á, là khi các bạn làm số lượng lớn các bạn cần làm nhanh ấy, thì kỹ thuật này sẽ rất là nhanh nếu các bạn quen tay tại vì nó có hơi bơ biên ra ngoài vậy nó cũng chẳng có vấn đề gì cả nó hơi hơi thôi thì người ta cũng chẳng nhận ra ha cho nên là mình có thể lấy lại rất là dễ dàng thì đó là cái cách để chúng ta xử lý rất là nhanh gọn và nếu như một bức hình như vậy mình sẽ chỉ tốn khoảng cỡ một phút mấy hai phút để cho cái vấn đề đó thôi chúng ta không cần phải sử dụng cái clone stem để mà mình click 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 nó rất là mất thời gian ha thì đó là cái cách xử lý vết nhăn trên quần áo à, và nếu như các bạn thích video này đừng quên like, share, subscribe và kéo xuống xíu không comment cho mình biết là video sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nha. Bye bye.